Tôi không muốn thấy tận thế, nhưng tôi muốn thấy quý vị giúp tôi bảo tồn địa cầu xinh đẹp này. Tương lai nằm trong tay chúng ta. Vậy quý vị làm cho nó tươi đẹp hoặc làm cho nó tệ đi là tùy vào quý vị. Và con người chính họ là đại dịch. Họ cứ mãi sát sinh, giết hại hoặc đồng loại của họ hoặc những người thân động vật. Dạ, thưa sư phụ. Mãi mãi. Mãi mãi hủy diệt sinh mạng. Hủy diệt cây cối, rừng, đại dương, địa cầu và không khí. Dạ, thưa sư phụ. Con người là đại dịch tồi tệ nhất, quý vị không thấy sao? Dạ, thấy. Và thậm chí nhiều cảnh báo đã không được chú ý đến. Đầu tiên, thiên đàng chỉ là một nạn dịch nhỏ, và rồi để quý vị được chữa khỏi và nghỉ ngơi, vậy là xong. Nhưng họ không dừng lại, không xem đó là dấu hiệu cảnh báo mà vẫn tiếp tục, cho nên càng ngày càng trở nên tệ hơn, quý vị thấy chứ? Dạ, thưa sư phụ. Thành ra chúng ta phải thiền để tịnh hóa tư tưởng của mình. Mỗi khi chúng ta nhớ Thượng Đế, mỗi khi chúng ta nhớ danh hiệu Thượng Đế, chúng ta được ban cho sự thuần khiết, thánh thiện và phúc lành. Do đó, tư tưởng tốt nhất là chúng ta chỉ nghĩ đến Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế là toàn năng, tràn đầy lực lượng. Thượng Đế có thể làm mọi thứ. Bằng thiền định, chúng ta cầu thông nhiều hơn với toàn cõi vũ trụ và chúng ta có thể nương vào lực lượng đó. Nếu không, lực lượng phủ định của thế giới này sẽ áp đảo chúng ta. Nếu chúng ta không được bao bọc bởi lực lượng vĩ đại của vũ trụ, thì chúng ta sẽ bị bao bọc bởi lực lượng phủ định của thế giới. Bởi vì thực sự thiền định là khiên chắn bảo vệ. Đó là khi quý vị cầu thông nhiều hơn với lực lượng vĩ đại hơn của chính mình và lực lượng vũ trụ mà nâng đỡ quý vị, giữ chặt quý vị và che chở, bảo bọc quý vị với tất cả tình thương, phước lành và sự bảo vệ. Quả thật là như vậy. Không có lực lượng nào khác có thể bảo vệ quý vị trên thế gian này. Đó là bí quyết. Dạ, sư phụ. Với lòng từ bi sâu sắc cho toàn thể nhân loại, không chỉ với đệ tử của Ngài, sư phụ cũng đã cung cấp một phương tiện cho những người chưa thiền để bảo vệ bản thân họ trong giai đoạn hủy diệt này. Xin hãy cầu nguyện. Xin hãy ăn thuần chay. Quý vị chỉ cần làm bấy nhiêu thôi. Hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Be vegan, make peace. Be vegan, make peace. Pray. Hãy cầu nguyện cho sự bảo hộ từ thiên đàng cao nhất có thể. Từ thiên đàng cao nhất, xin hãy cầu được khoan dung. Xin hãy thức tỉnh. Xin hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Xin hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Chúng ta không còn thời gian nữa. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Năng lượng nhân từ, không giết chóc, bất bạo động của lối dinh dưỡng thuần chay sẽ thay đổi khí hậu, sẽ thay đổi bầu không khí của địa cầu chúng ta, sẽ tạo một vòng bảo vệ quanh quý vị và mọi người khác. Xin hãy ăn thuần chay. Please be vegan. Cảm ơn quý vị, thương quý vị và Thượng Đế gia ân quý vị.